Chào mừng các bạn đã quay trở lại LG Phone 5. Không mới, nhưng mà bây giờ thì nếu nói cho đúng ra nó mới đáng để mà lựa chọn hơn. Bởi vì đã ra mắt một khoảng thời gian, có những bản cập nhật để mà tu cho cái phần cứng của nó và những cái tính năng mới của nó. Và quan trọng hơn cả là ví dụ như cái phiên bản mình đang có ở đây là 12GB và 128GB tại XT Mobile ấy, nó có khoảng tầm 15.650.000. Đây là phiên bản kết hợp giữa Asus và Tencent Game, thì các bạn sẽ có cái mức giá tốt hơn ấy. Thì mình thấy nó cũng khá ổn rồi đấy. Thực ra cái máy này thì đã có từ cách đây khoảng tháng trời, hàng xách tay nhưng mình không làm. Tại vì mình thấy lúc đấy là giá nó vẫn còn cao quá. Bây giờ thì giá nó mới tốt hơn và nó gọi là xứng đáng để mà mua hơn. Thế nên là ok, nhiều bạn vẫn hỏi quá trời về con này, nên là mình sẽ quyết định để mà mượn một cái về unbox và đánh giá một cách kỹ hơn về trải nghiệm game, trải nghiệm sử dụng trong những công việc hàng ngày xem nó có tốt hay là không nhá. Nhưng các bạn cũng phải lưu ý với mình một điều như sau. Máy này thì nó là hàng xách tay, tức là nó sẽ không phải là hàng chính hãng thị trường Việt Nam, nên các bạn cũng hãy cân nhắc. Cái lợi thì chắc chắn là các bạn sẽ có mức giá nó tốt hơn rồi, nhưng mà cũng sẽ có một vài những cái điểm lưu ý. Đó là cái việc mà ROM thì nó ở thị trường Trung Quốc, rồi với việc kết hợp với các Tencent Game ấy, thì cái logo đằng sau thì các bạn sẽ có thêm cái gì đó thì phải. Đúng rồi, có thêm cái logo chữ Tencent Game ở đây này. Đó, đây này, các bạn thấy chưa? Đấy. Có thêm cái logo đấy thì thực tế ra nó cũng chả ảnh hưởng gì đâu, tại vì bản chất thì nó vẫn là một con ROG Phone 5 thôi. Đấy, nhưng mà có thêm mấy cái logo như thế thì nó cũng không thích bằng cái logo máy quốc tế, đúng không? Rồi với cái phiên bản như thế này này, là phiên bản như là thuộc dạng cơ bản thôi ấy, thì bên trong thì nó cũng không được đóng hộp kiểu xịn sò giống như con Global. Nhưng mà lúc nào có con chính hãng Global thì mình sẽ nói đến sau. Còn bây giờ thì các bạn sẽ vẫn có một cái củ sạc này. Đó, củ sạc, ui ROG Phone 5 có hỗ trợ công suất sạc lên tới 65W. Hôm vừa rồi là mình trên tay con máy demo là mình không có sạc tặng kèm nên mình cũng hơi bất ngờ. Ui, nhưng mà 65W một bé xíu này. Đấy, nhạc của con ROG Phone 5 đấy. Bé xíu luôn, thêm sợi cáp. Chào ôi, ưng vãi. Cái gì đây? Đây là một vài cái nút để mà lắp cho. À, nút lắp bên hông. Hôm vừa rồi mình còn không có cái nút này. Cũng là cầm hàng sample đồ đi mượn, lại còn là đồ què quặt. Thất vọng quá, quá lỗi với anh em thực sự luôn. Giờ mới được unbox cái bản thương mại mới thấy sách hướng dẫn sử dụng các thứ. Ui, cái bản này cũng vẫn được tặng quả ốp lưng xịn xò phết này. Đừng đùa nha, tương tự luôn. Xem nào. Trời ơi, màu đen này mình nói thật đẹp hơn màu trắng hôm vừa rồi mình trên tay. Màu trắng thì nó độc thật đấy, nhưng mà mấy cái con mà gaming như này mình vẫn thích cái kiểu màu đen kiểu như vậy hơn. Được, ok. Rồi, giờ mình sẽ khởi động vào trong và chia sẻ nhiều hơn về cái máy này nhé. Rồi, và mình đã khởi động lên xong. Thì thực tế ra cái video này của mình sẽ chỉ là unbox nhanh thôi, để cho các bạn hiểu được là bên trong cái hộp của con ROG Phone 5 full box này, phiên bản thương mại này thì nó sẽ có những cái gì. Và cũng sâu cho các bạn một chút về cái máy phiên bản màu đen này, thì mình thấy nó đẹp hơn so với máy màu trắng. Tuy rằng màu trắng thì nó độc hơn, chứ còn về những cái trải nghiệm ở phía bên trong thì nó cũng tương tự hoàn toàn thôi. Mình cũng sẽ sâu lại cho các bạn xem một vài những cái điểm số sau khi mình test, và mình sẽ add video ở đây để các bạn tham khảo nhé. Chứ còn để mà nói qua một vòng về con ROG Phone 5 này thì mình cũng đã từng có một cái video chia sẻ khá là kỹ rồi. Quan trọng là con này thì cấu hình nó là thấp hơn, chỉ là 12GB, 128GB bộ trong, thì mức giá nó cũng sẽ hấp dẫn hơn và dễ tiếp cận hơn rất là nhiều. Nhưng cũng có một vài những điểm mà mình cảm thấy là cái con mà mình cầm trên tay này đúng là hàng thương mại có khác ấy. Nó hoàn thiện tốt và xịn xò hơn hẳn so với con hàng demo què quặt hôm vừa rồi mình cầm. Thứ nhất đấy là các bạn sờ vào những cái phần góc này. Đấy, tuy nó là một cái gaming phone nhưng mà ROG Phone 5 vẫn mang lại một cái cảm giác cầm nắm sử dụng vô cùng dễ chịu. Đó, góc cong này, bo này, và nếu như các bạn để ý thật kỹ ấy, thì khu vực tiếp giáp giữa cái mặt lưng là kính này với cả phần khung viền kim loại này nó khá là mịn. Đó, dẫu sao nó vẫn là một con gaming phone cao cấp, mình phải nhắc lại nhé, là cao cấp. Có một vài những gaming phone đến từ những thương hiệu khác như là Black Shark, có những con như là Black Shark 4 chẳng hạn, giá có hơn 10 triệu. Ví dụ như con Red Magic, con đấy 13 triệu nhỉ. Đấy, cái khả năng hoàn thiện của nó không thể nào tốt được giống như là cái con này. Đấy, đấy là cái điều đầu tiên. Cụm camera thì cũng không quá lồi, gọn gàng, và nó là camera chính 64 chấm. Thực tế ra mà nói thì camera của một con gaming phone thì vui vẻ là chính, chứ đâu có chụp đẹp được đâu. Hay là những cái vị trí nhỏ nhỏ, đây là một trong những cái nâng cấp mà mình rất là thích trên con ROG Phone 5 mới. Đó là cái cổng Type-C và cái vị trí kết nối đến cái quạt. À, trong hộp này không có tặng kèm quạt các bạn nhé.
phiên bản mà có quạt á, giá nó sẽ cao hơn. Nhưng mà các bạn vẫn có thể mua được cái phụ kiện quạt ở bên ngoài, giá chắc đâu đó vài trăm k thì chúng ta cũng có trải nghiệm rất là ok. Và cái nắp mới như thế này này, nó không bị là hai cái cổng Type-C lõm xuống giống như trước đây và rất dễ để các bạn gắn nhầm. Và bây giờ nó sẽ là một cái cổng C chắc chắn và một cái chấu để mà các bạn kiểu gắn vào tiếp xúc ấy thì nó cũng ok hơn. Đó, lắp cái này lại rất là chắc chắn, gọn gàng đẹp, không hề bị cấn, không hề bị lồi và không hề bị dễ tuột giống như những thế trước đây. Hay là cái vị trí của khai SIM này cũng làm nổi bật màu hồng, nhìn trông cũng được. Đấy, viền bên trên bên dưới thì vẫn hơi dày và đó là cái đặc trưng của mấy con gaming phone rồi. Đấy, Armory Crate này, các kiểu. Đấy, nghe gọi nhắn tin các thứ. Mà đối với cái team này toàn là màu đen, quay khó vãi chưởng. Nói chung thì video mình sẽ ngừng lại tại đây thôi, unbox và chia sẻ đến cho các bạn là chính, chứ con này thì mình sẽ dùng nó kỹ hơn và đánh giá nó kỹ hơn sau. Và các bạn nghĩ như thế nào về ROG Phone 5? Liệu ở thời điểm hiện tại nó đã phải là chiếc gaming phone tốt nhất hay là chưa? Góc nhìn của bạn như thế nào? Hãy comment chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đừng quên check giá tại XT Mobile để có mức giá tốt nhất nhé. Link sẽ ở phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.